Xin chào tất cả các em. Và ở video này chúng ta sẽ đến với bài tập số 2 ở trang 127 sách giáo khoa Hóa học lớp 10. Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực? Chú ý là liên kết cộng hóa trị không cực các em nhé. A. H2S, B. O2, C. Al2S3 và D là SO2. Vậy để trả lời cho bài tập số 2 này, chúng ta cần phải nhắc lại là muốn xác định trong một hợp chất có liên kết trong một đó, chất có liên kết cộng hóa trị không cực hay không thì nó cần phải có điều kiện gì thế thì cách đơn giản nhất đó là chúng ta dựa vào hiệu độ âm điện của các nguyên tố ở trong hợp chất đó chưa trong chất đó nếu như hiệu độ âm điện của chúng nhỏ hơn 0,4 thì nó sẽ có liên kết cộng hóa trị không cực thế thì ở đây chúng ta thấy là trong ba đáp án A, C, D thì nó là các cái hợp chất được chưa cấu tạo bởi hai nguyên tố khác nhau tuy nhiên chỉ có đáp án b là nó tạo nó là phân tử hai nguyên tử giống nhau vậy thì cô chắc chắn là trong cái đáp án b này thì hiệu độ âm điện của chúng trừ cho nhau là bằng không chắc chắn nhỏ hơn 0,4 và cô có thể chắc chắn ngay được đáp án b oxy của chúng ta là một phân tử có liên kết cộng hóa trị không cực được chưa vậy câu câu số 2 chúng ta có đáp án ngay đó là đáp án b đáp án đúng là đáp án b các em nhé đó. vậy thì thông qua bài tập số 2 chúng ta vừa ôn lại được phần liên kết cộng hóa trị không có cực và ở bài ở bài tập này thì chúng ta nhớ rằng phân tử oxy là một phân tử hai nguyên tử và liên kết của nó là liên kết cộng hóa trị không cực các em nhé xin chào và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo